Câu chuyện thứ 41. Thường niệm Phật được thoát khỏi tai nạn. Một câu A Di Đà Phật giống là thuốc A Già Đà, có thể trị bá bệnh tiêu tai khỏi nạn, thật sự rất tốt. Ở đây lại kể ra một vị niệm Phật thành khẩn được cảm ứng. Nhà vị cư sĩ này ở đường Tam Dân Đài Trung, nguyên quán Phúc Châu, tên là Tôn Phụng Anh, tuổi khoảng hơn 30. Cô ta lúc trẻ ở Đại Lục đã tin Phật, đã trồng căn lành. Lúc kháng chiến thắng lợi, Đài Loan được khôi phục. Sau khi cô ta chuyển về Đài Trung, bắt đầu niệm Phật, do vì là hàng xóm của bà Dạng, đã từng tham gia ban phục hưng của liên xã. Nhưng cô ta cách ban xong tu rất gần. Buổi giảng kinh các ngày chủ nhật thường đều tham gia. Có một hôm, cô ta nói với tôi: "Sư tỷ, tôi niệm Phật A-di-đà được cảm ứng như thế, sao mà khuyên người ta niệm Phật, người ta đều chẳng chịu niệm?" Tôi hỏi cô ta được cảm ứng như thế nào. Cô ta liền đem một đoạn sự thật 7 năm trước nói với tôi. Cô ta nói: "Vào tháng 7, 7 năm về trước, có một lần bão lớn. Nhà vệ sinh lúc trước của nhà tôi là làm bên một con rạch sau nhà, cách nhà một đoạn. Kế bên nhà vệ sinh có một cây đa lớn từ thời Nhật chiếm cứ để lại. Tôi 9 giờ tối đêm đó ra đi vệ sinh. Lúc bước vào nhà vệ sinh, bên tai liền nghe dường như có người nói với tôi: "Nhanh nhanh đi ra, nguy hiểm, nguy hiểm." Liên tiếp nghe được 3-4 lần như thế, tôi sợ quá chạy ra ngay. U một hơi chạy vào trong nhà bếp, bỗng nhiên nghe một tiếng trầm to như sét đánh. Chỉ thấy cây đa to kia bị gió thổi ngã, ngã xuống đúng ngay nhà vệ sinh. Nếu như nó ngã vào nhà thì thật không biết ra sao. Chồng tôi vừa nhìn thấy nhà vệ sinh bị cây đa ngã đè, liền to tiếng gọi con cái: "Biểu, nhanh nhanh ra cứu má tụi bay, bả đang ở trong nhà vệ sinh kìa, nếu như bị đè thì tiêu rồi." Tôi lúc đó từ nhà bếp ung dung đi ra, vừa cười vừa nói với chồng con rằng: "Tôi ở đây nè, không cần phải lo sợ. Do vì Phật A Di Đà kêu bên tai tôi nhanh chóng đi ra, nguy hiểm, nguy hiểm. Thành ra tôi không đi vệ sinh gì cả, liền chạy ra. Vừa chạy đến nhà bếp, cây đa to liền ngã xuống. Nếu như không có Đức Phật A Di Đà đại từ đại bi cứu tôi, e rằng bây giờ tôi đã tan xương nát thịt rồi." Tôi nghe xong truyền cảm ứng của cư sĩ Tôn Phụng Anh, bèn khen và chúc phúc cô ta. Lại hỏi cô ta: "Phương pháp tu hàng ngày của cô như thế nào?" Cô ta nói: "Chồng tôi là một viên chức nghèo, lại có 6 đứa con vừa trai vừa gái, cho nên nhất định phải lượng mức thu mà chi. May được tu theo pháp môn này, không cần phải tốn tiền gì cũng có thể tu được. Tôi hàng ngày sớm tối, ngoài thắp hương lễ Phật 3 lễ ra, lúc giặt đồ cũng niệm Phật, lúc nấu cơm cũng niệm Phật, lúc quét nhà cũng niệm Phật. Tôi cứ như thế luôn luôn niệm trong tâm tôi. Gặp người hàng xóm liền khuyên họ niệm Phật, khuyên họ đi nghe giảng kinh. Đáng tiếc là họ đều không chịu tin, có người còn cho tôi là ngu mê, cho nên xem họ suốt ngày đều nói chuyện tào lao, luống qua ngày tháng, rất là tội nghiệp cho họ." Tôi liền an ủi cô ta, nói rằng: "Cô dụng công như thế, tâm không rời Phật, cuối cùng nhất định được giải thoát. Đời này không có biện tài độ chúng sanh thì phát nguyện giáng sanh Cực Lạc. Lúc đầy đủ biện tài rồi, thừa nguyện lực trở lại cứu độ hết thảy chúng sanh." Cư sĩ Tôn Phụng Anh có một hôm lại nói với tôi: "Tôi vào mùa hè năm ngoái cũng từng nhờ Phật gia bị thoát khỏi được tai nạn một lần." Tiếp theo cô ta nói: "Việc xảy ra vào tháng 5 năm ngoái, có một đêm khoảng hơn 2 giờ, ở trên mạch đập của cánh tay trái tôi đang ngủ, bỗng nhiên bị con gì cắn một cái, đau thấu tim phổi. Lập tức lớn tiếng kêu đau. Chồng tôi và đứa con lớn thức dậy thì thấy một con trùng lớn đang bò trên cánh tay tôi. Hai cha con liền tóm lấy con trùng to đó dán chặt trên tường. Tôi lúc đó đau muốn chết, chỗ bị cắn dường như có cái gì đó nó chạy khắp người, thẳng lên đau đến trên óc. Có cảm giác như cái đầu phình to lên như cái đấu, nhưng trong lòng rất hiểu cái đau nhức dữ dội đó. Nếu như đau đến trong tim thì bỏ mạng, do vì ngực ngạt đến nỗi thở không nổi. Tôi tự nghĩ nhất định số mạng đã định sống đến đây là hết, e không có cách gì cứu được. Lúc tôi bị cắn thì cảm thấy sanh mạng khó giữ, do vì đau quá tôi liền nhất tâm to tiếng niệm A Di Đà Phật.
mặc dù cái đau đã chạy đến trên óc, cho dù nó chạy đến trong tim, tôi vẫn cứ một mực nhất tâm niệm Phật, hy vọng Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn tôi đi. Lúc đó tôi bèn hỏi cô ta: chạy đến trong tim là mất mạng, nhưng cô uống thuốc gì hay chích thuốc gì mà cứu được vậy? Cô ta đáp: đêm hôm khuya khoắt đi đâu mời thầy thuốc, không có chích cũng không có uống thuốc gì hết. Tôi tự mình một lòng một dạ chỉ muốn giảng sanh Tây Phương, cứ niệm Phật mãi không dứt, niệm đến không còn sợ gì nữa hết, trong tâm không còn vướng mắc chút gì, chỉ có một câu A Di Đà Phật. Ngay lúc đó bỗng nhiên thân thể cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu lại, không những đầu không còn đau, ngực cũng không còn ngạt nữa, cho đến sáng đã tỉnh táo lại, tinh thần cũng vẫn như cũ, nhưng cũng còn rất mỏi mệt. Hôm sau nằm nghỉ trên giường một ngày thì bình an vô sự. Tôi lại hỏi cô ta: con trùng đó nó ra làm sao, bao lớn, tại sao cắn người đau ghê gớm như vậy? Cô ta nói: hiện giờ vẫn còn dính trên vách dài khoảng một thước, có rất nhiều chân. Tôi hỏi cô ta màu gì, cô ta nói màu đỏ nhạt. Tôi nói: đó chẳng phải là con rít sao? Cô thật là có căn lành, gặp lúc nguy cấp cũng biết nhất tâm niệm Phật, nếu không thì bị rít cắn rất là nguy, còn nguy hơn là rắn độc nữa, thường hay gây ra cho người ta đến chết. Hai câu chuyện cảm ứng kỳ dị trên đây là chính miệng Liên Hữu tôn phụng anh đối với tôi. Chuyện thứ 42, Cành Trúc báo bình an, rớt xuống nước được cứu. Sư tỷ Trần Thường Nga là một người rất thú vị, rất từ bi trong làng lão Liên Hữu chúng tôi. Bà đã có con cháu đầy nhà, ở đường Đốc Hành, trung tâm thành phố, hiện đã 78 tuổi, nhưng tai mắt vẫn tinh tường, chỉ nhớ rất tốt, cho nên từ hồi trẻ đã học biết phân các loại cỏ thuốc. Mọi thứ cỏ thuốc nào trị bệnh gì bà đều nhớ rất rõ ràng. Có một lần tôi hỏi bà: sư tỷ, bà lại Phật thành khẩn như thế, không biết là đã từng được cảm ứng chưa? Bà ta nói rất nhiều, thế là bắt đầu kể việc cảm ứng niệm Phật của chính bà đã trải qua. Sư tỷ Thường Nga nói: khoảng 18 năm trước, lúc tôi ở Ôn Nhật đã quy y Tam Bảo, sớm tối rất thành kính lại Phật. Có một hôm ngủ trưa, chiêm bao thấy một thiếu nữ mặc đồ trắng, tay cầm cành trúc dài khoảng 4 thước, thước tàu, hai đầu dùng phải đỏ bịt lại, rất là đẹp. Thiếu nữ áo trắng nói: tuổi thọ đã đến rồi, cầm cành trúc này cho bà trị bệnh đó. Nói xong liền biến mất. Đến khi tôi thức dậy, cảnh trong chiêm bao vẫn cứ như trước mắt. Liền nói với con dâu việc trong mộng, con dâu cũng ngơ ngác không biết gì. Đến hơn 5 giờ chiều, đứa cháu nội nói với tôi là ông bác nhà kế bên bị cảm nặng, muốn bà nội tìm cỏ thuốc cho ông ta uống. Tôi liền lấy một cái giỏ đi tìm cỏ thuốc. Nửa đường gặp một thằng nhỏ, nó nói: bà ơi, phía trước có một con chó dữ hay cắn người ta, bà nên đề phòng. Tôi liền thuận tay bẻ một cành trúc bên đường, rồi nói với thằng nhỏ: cảm ơn cháu, bà đã có cành trúc này, chó đến không có sợ. Thực tình con chó nó sợ cành trúc, ngay cả không dám sủa một tiếng. Đợi đến lúc tôi tìm cỏ thuốc đủ rồi, ở bên con rạch, bỗng có một đứa một đồng dắt một con bò bụng rất to. Lúc con bò đó đi đến gần tôi, đột nhiên nó hất đầu một cái làm cho tôi ngã nhào, lộn mình té vào trong con rạch, nước sâu hơn một trượng. Lúc đó trong tâm tôi tự nghĩ nhất định không còn sống được, vì nước sâu hơn trượng chảy mạnh, chân đạp không tới đáy. Lúc thân nổi lên, giỏ thuốc đã bị nước cuốn đi, nhưng cành trúc vẫn còn nắm cứng không buông. Tôi lại không biết bơi, thành ra cứ uống nước ầm ập. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, chú bé một đồng rất thông minh liền lớn tiếng kêu: bà ơi, cành trúc nắm trong tay bà, đưa qua bên này đi, con kéo bà lên. Tôi nghe xong liền đưa cành trúc qua cho một đồng, hai tay nắm chặt lấy. Chú một đồng cũng rất cố sức, cũng hai tay nắm chặt lấy cành trúc, từ từ kéo tôi lên, cuối cùng cứu được tôi lên bờ. Người ta nhìn thấy y phục tôi ướt sũng hết, thật giống như con gà mắc nước, đều khen tôi có phước. Nghe nói tại chỗ đó người ta rớt xuống đều bị nước cuốn đi, không có người nào được cứu, đã có mấy chục người chết ở nơi đó,
tôi mới nhớ lại giấc mộng kỳ diệu Cành Trúc và thiếu nữ Bạch Y cho tôi thấy trong mộng, cùng với cành trúc bẻ bên đường dài như nhau, chỉ là trúc ở nhân gian không có đẹp như thế. Trên đây là truyện linh cảm đã từng trải qua do sư tỷ Thường Nga thuật lại. Tôi liền khen ngợi bà ta có duyên với Phật A Di Đà. Phật A Di Đà lại có tên là Vô Lượng Thọ. Đức Quan Âm đại sĩ có làm thiếu nữ Bạch Y nói với bà: tuổi thọ đã đến, tặng bà cành trúc này cho bà trị bệnh. Cành trúc trong mộng vốn là điều tốt đẹp nhất, nên nói là điềm tốt, trúc báo bình an. Đây là lòng từ bi của Đức Đại Y Vương Vô Lượng Thọ Phật vì cứu trị tai họa cho bà, khiến cho bà khỏi được oan hồn trong nước. Cành trúc này chính là điềm báo trước cho bà được bình an. Có thể thấy được Phật Pháp vô biên, không thể nghĩ bàn.